来，呜，起不来了，呜。Rồi, hello cả nhà. Nói đầu tiên cho Tùng xin kính chúc tất cả cô dì chú bác anh chị em luôn luôn được nhiều sức khỏe và luôn luôn vui vẻ nha. Xem cái video của Tùng vui vẻ. Thì hôm nay Tùng đi bắt cua với mấy anh em ở huyện Cần Giờ. Chào luôn anh Quý ơi. Chào cả nhà luôn. Hãy ơi. Chào cả nhà luôn nha. Đây có đông nữa nè. Chào. Đó. Rồi mấy anh em mình sẽ trải nghiệm ở cái khu vực phía trước của cái dàn ao này nè cả nhà. Đó, cua quang sơ này. Để tìm kiếm đây xong bắt cua nha. Có cua có gì thì Tùng sẽ quay và ghi hình cho cả nhà xem nha. Thì cả nhà xem kênh và ủng hộ cho mấy anh em mình một đăng ký, một like, một chia sẻ để có động lực ra video gửi cho cả nhà xem nha. Giờ Tùng mời cả nhà theo chân của Tùng để trải nghiệm bắt cua Cần Giờ cùng với mấy anh em trong bữa ngày chủ nhật. Đây, giờ đi thôi. Tới nữa nha. Vậy sao bắt nó trời. Cua gạch tắm tay đau quá, còn ngon này. Còn cái này, còn cái luôn cả nhà. Rồi con này chắc là được đếm 10. Đâu nằm sẵn trời. Chắc là bò nãy giờ ở chợ nó chứ đâu. Đâu nằm sẵn, đợi sẵn đưa vô bò. Kìm không tốn tiền. Mini. Chạy ra đó. Đó, chạy ra đó. Cốm, cốm. Cua hai da. Quá ngon. Trời ơi, con cua hai da rồi còn nó làm hang nặng lột đùng mà dâu nè, trời cũng ngon, cũng dịu luôn, có lý vậy, răng me, trời ơi nó đã, này, cua cốm nha cả nhà, cốm ngon, hai ông kia đi bắt không sao rồi nhờ, mầm chắc không sao rồi.
Ủa, cua nằm còn hơn luôn. Cua ướp quá. Xin lè. Cua cốm gì vậy? Còn cua cốm. Trời ơi, nó cứng. Xong nữa cả nhà ơi. Gạch nè. Gạch nữa nha. Nhiều đâu. Không, không nhiều đâu. Nhiều. Cua gạch chắc gạch là nhóc. Que nó một nu. Cua này nó chắc hết nó nổi luôn, gạch nhóc không có nhắc người đá. Ừ, to nữa không? Đây là cua, cua ngủ kỳ vậy ta, mò lắm, giờ lên bà tối luôn. Cua đây sao dễ ăn chứ ta? Đây như có cái hang hay gì nữa lắm. Đây như có cái hang hay gì nữa. À. Ừ, hang này cua chen nữa nè. Có dấu không? Hả? Có nó cái chen lẩu đó đó. Hang có dấu không? Thấy có dấu nhà dấu gì á? Cua, cái đạt. Mùi sao thấy giống nhà không vậy? Cái bùm bự quá mà. Thọt được không à? Biết cái nào mà thọt. Xong luôn hả? Hay vậy ta. Quý biết cuột xong. Quý biết cuột xong. Nữa. Nó rồi mà. Cô gạch nữa. Vô cả nhà ơi. Nó cua gạch sâu một cái không. À, kéo. Đây, xuống giữa kìa. Giữa đây. Đó, xuống giữa kìa. Lên đây chối luôn.
chưa lên nó biết con bạch son rồi ta, hay đến nỗi vậy luôn. Con này u dữ á. Trời, đỏ đỏ ra tới đây. Con này gạch son nữa rồi. Nước lớn vô dữ lắm. Nước lớn vô vậy. Phải nó không? Ờ, cốp. Đây. Một con cua. Ở đây tao xếp thôi. Cầm máy đi ngay chứ. Rồi, chúc. Nó lòng sao quá. Chẳng ngắt kia luôn. Chẳng ngách trên tay.
vô. Ngon lắm. Có không gì cái da. Trời. Mà sâu nữa. Sâu đâu mà sâu. Ủa chung với sâu hả? Ủa đực sâu. Lấy càng chưa? Chưa. Đi ra ngoài nhà trái tại chị kêu. Đó không? Nói đây luôn đi, chị đi đâu nữa lạc nữa. Cua rồi cái nhà. À nó lại bóp luôn. Nó quấn lên cái nữa, đục vô mắt nữa. Lấy lạc ra đây. Lạc bộ la luôn. Tối cùng hết lạc. Tối cùng hết lạc, mình cứ mua 10 ngàn. Tôi bỏ lấy nửa bó 5 ngàn đi. Bỏ bán cho mày à? Bán sao không bán? Tiếp tục cái video đây nha, cái nhà cái video tiếp theo.